Xin chào anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Đầu Tư Từ Đâu. Trong video nhận định thị trường buổi tối ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8. Diễn biến thị trường phiên ngày hôm nay thì nó cũng không khác gì mấy so với phiên ngày hôm qua. Nhưng mà thị trường nó vẫn dao động và rung lắc quanh cái ngưỡng tham chiếu. Thị trường hôm nay thì tăng nhẹ 2 điểm thôi. Nhưng mà chúng ta cảm nhận rất là rõ là có một cái áp lực chốt lời lớn từ người đang cầm cổ. Về mặt thanh khoản thì thực tế là thanh khoản nó cũng không có gì khác biệt so với ngày hôm qua cả, khi mà thanh khoản trên sàn HOSE khớp đâu đó tổng khoảng 16.000 tỷ. Nhìn chung là diễn biến trong phiên ngày hôm nay nó chứng tỏ một cái sức ép ngầm thôi của người cầm cổ đang thực hiện hóa cái lợi nhuận của họ. Còn trong khi phía một cái người mua thì cái sự quyết liệt là chưa có. Đấy thì cái vấn đề về mặt thanh khoản của thị trường là gần như không có sự cải thiện. Và điều này nó cũng chứng tỏ là không có dòng tiền mới tham gia thị trường. Mà bây giờ chúng ta có thể hiểu một cách nó nôm na là cuộc chơi bây giờ là cuộc chơi chuyển giao kỳ vọng giữa những người đang ở trên thị trường và ở lại thị trường trong xuyên suốt giai đoạn vừa rồi. Đấy, anh chị chúng ta tưởng tượng là thị trường giảm rất là mạnh từ thời điểm là tháng 4. Thì những người mà còn ở lại thị trường và họ còn niềm tin, họ còn tiền để họ giao dịch thì chỉ có bao nhiêu cái lượng người đó thôi. Còn những người mới gia nhập vào thị trường thì gần như là không có trong giai đoạn này. Nên anh chị thấy là cái xu hướng của các nhóm ngành thì nó vận động, nhóm này bán thì nhóm kia lại được mua, và ngược lại nhóm này được mua thì nhóm kia lại bán. Đấy thì dòng tiền nó cứ xoay vòng một cách liên tục. Thì thật ra cái điều này nó cũng không hẳn là một cái điều xấu đâu. Nhưng nếu chúng ta kỳ vọng về một cái gì nó lớn lao hơn, về việc là thị trường nó sẽ đi nhanh, đi mạnh và thực tế nhất là tiếp cận cái mốc là 1.300 điểm ấy, thì rất là khó trong ngắn hạn có thể xảy ra với một cái kiểu dòng tiền nó vẫn cứ lưng chừng quanh 15-16.000 tỷ như thế này. Nên cái cửa đi lên, cái chiều upside thì mình cho rằng là nó sẽ hơi khó để chúng ta có thể đạt được một cái lợi nhuận lớn. Nhưng về một cái downside thì ở đây downside cái cửa mà thị trường giảm ấy là hoàn toàn có khả năng để xảy ra. Tuy nhiên thì cái cửa của downside nó sẽ lớn hơn so với cái cửa của upside. Tại vì bây giờ chúng ta hiểu là tâm lý của thị trường đang ở một cái trạng thái khá là căng cứng rồi, với một cái xác suất lãi là 95%. Nên là chỉ cần một cái ngòi nổ mà kéo cho thị trường giảm mạnh thôi, và đồng loạt tất cả những người bán họ ào ra bán, thì nó sẽ tạo thành một cái hiệu ứng bán tương đối là mạnh ở trên thị trường, và nhiều cổ phiếu nó có thể là giảm 3-5% là chuyện hết sức bình thường. Nên anh chị chúng ta hình dung là đoạn vừa rồi rất nhiều cổ phiếu đã tăng được 10-15%, đúng không? Thì bây giờ nó chiết khấu lại 5%, nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Nên chúng ta cần phải cẩn trọng, hết sức là cẩn trọng trong cái việc mua mới ở ngay một cái thời điểm nhạy cảm như thế này. Mình chưa nói về cái việc là diễn biến xu hướng của thị trường sắp tới sẽ như thế nào, nhưng chúng ta làm một cái bài toán đơn giản cân đối giữa cái lợi nhuận tiềm năng và cái rủi ro tiềm năng, thì mình cho rằng là việc mà chúng ta xuống tiền trong giai đoạn này sẽ là một cái hành động nó sẽ không đáng để chúng ta có thể thực hiện. Ít nhất là về mặt lợi nhuận ấy, thì nó sẽ ít hơn so với rủi ro tiềm năng. Thì đó là cái quan điểm của mình về cái góc độ về thị trường ở thời điểm này. Còn nhìn về diễn biến chung ấy, thì nó không phải là xấu nhé. Chưa có một cái tín hiệu phát ra nó quá là xấu trong giai đoạn này. Dòng tiền vẫn đang qua đang lại từ nhóm này qua nhóm khác. Thì trông có vẻ là chúng ta vẫn thấy là nó vận động lành mạnh. Nhưng mà khi mà cái tâm lý nhà đầu tư đang căng cứng và nhiều phiên như thế này, thì cái việc chúng ta xuống tiền nó không phải là một cái giải pháp an toàn và tối ưu nhất. Tâm lý thì mọi người thấy là cái tâm lý cũng đang ở trong một cái mức khá là cao, với cái đường xác suất lãi trung bình 10 phiên đang ở một cái ngưỡng là 88%. Đây cũng là mức rất là cao rồi. Như chúng ta cũng đã đề cập với nhau là tâm lý của nhà đầu tư có sự hưng phấn nhất định trong giai đoạn này. Nên cả trong ngắn hạn cũng như là cả trong trung hạn, một cái trend khoảng 3 tháng thì chúng ta thấy rằng là cũng đang ở một cái độ cao tương đối là lớn. Như vậy thì về mặt thị trường thì căn bản là mình không có sự thay đổi gì cả về mặt chiến lược so với những cái phiên trước. Mình vẫn ưu tiên cái việc là chúng ta giữ lãi trong đoạn này hơn là cái việc là chúng ta kiếm lãi. Này xuống tiền là cực kỳ nhạy cảm. Còn trong danh mục khuyến nghị thì anh chị sẽ thấy là danh mục tổng hợp hôm nay thì xác suất lãi là cũng chỉ tầm khoảng dưới 80% thôi. Nó cũng không bước lên được. Chúng ta phải chấp nhận là cái xác suất lãi là tầm khoảng bao nhiêu đấy. Và cái điều nổi bật là số lượng cổ phiếu khuyến nghị
tức là số các cơ hội xuất hiện trong ngày hôm nay là nó dâng lên khá là nhiều, tầm khoảng 43 mã. Thì mình cũng có xem lại về cái lịch sử của những cái thống kê, thì những cái thời điểm mà cao nhất mà chúng ta từng ghi nhận của cái số lượng cổ phiếu được khuyến nghị ấy, là đâu đó tầm khoảng 40 đến 43 mã, là thời điểm đỉnh của tháng 6 đấy. Thì anh chị chúng ta chú ý rằng là khi nào mà cái danh mục tổng hợp này nó dâng lên tới hơn 40 khuyến nghị, thì lúc đó chúng ta biết là thị trường đang đạt tới một cái cực hạn rồi, cực hạn để nó có thể tăng trong ngắn hạn. Nên đây thêm một cái góc nhìn nữa để chúng ta có thể nói là chúng ta nên có sự cẩn trọng, tại vì thị trường đạt tới một cái đỉnh giới hạn rồi, thì cho dù là tăng lên thêm nữa thì nó cũng không không đáng là bao nhiêu, trong khi nếu giảm thì nó sẽ giảm rất là mạnh, tại vì khi đạt đỉnh giới hạn thì nó rơi giống như là một người mà rơi từ đỉnh trên núi xuống ấy, thì sẽ rơi rất là nhanh. Thì chúng ta cũng cần phải hết sức là cẩn trọng với cái quan điểm này. Số lượng cổ phiếu khuyến nghị càng nhiều thì đương nhiên là càng tốt, nhưng mà đạt tới một cái đỉnh giới hạn thì chúng ta lúc lúc đó phải tư duy ngược lại, là chúng ta thay vì là chúng ta cho rằng là tích cực thì chúng ta hãy xem đó là một cái tín hiệu cảnh báo rủi ro cho chúng ta. Còn các danh mục khuyến nghị khác thì mọi người thấy là hiện tại cái danh mục đà tăng mạnh, tăng trưởng cao là đang có cái hiệu quả sinh lãi tốt nhất, dòng tiền vẫn đang hoạt động rất là tốt ở cái danh mục này. Cho nên là những anh chị nào chúng ta đang cầm các cổ phiếu mà có tăng trưởng cao và có đà tăng thì chúng ta có thể hold được, tại vì danh mục này vẫn cuốn được tiền khỏe thì có thể nó sẽ đi thêm một vài nhịp. Trong khi cái danh mục và đà tăng mạnh vốn hóa lớn thì hiện tại đang bị một cái áp lực chốt lời cũng tương đối là lớn đấy. Hiện tại thì cái danh mục này nó đã chuyển sang trạng thái màu vàng rồi, thì đang bắt đầu có những hiệu suy yếu đi và cái lợi nhuận nó bắt đầu thu hẹp lại. Còn những cái danh mục khác thì nhìn chung là cũng không đáng kể lắm. Danh mục nền giá tích lũy ổn định đang là cái danh mục xuất hiện nhiều sự lựa chọn nhất, cùng với danh mục là đà tăng mạnh vốn hóa vừa. Tuy nhiên như như mình đề cập là đoạn này là một cái giai đoạn mà cơ hội xuất hiện nhiều, thì đó lại là một cái tín hiệu cảnh báo rủi ro, cho nên là chúng ta cũng cần phải hạn chế trong cái việc mua mới. Cái những cái gì mà thơm ngon nhất, bổ rẻ nhất thì đã xuất hiện trong hai cái danh mục là đà tăng mạnh vốn hóa lớn và đà tăng mạnh tăng trưởng cao cách đây khoảng 1-2 tuần rồi. Bây giờ còn lại là toàn là hàng second hand, hàng dạt thôi, nên chúng ta không nên xem đó là một cái tín hiệu tốt. Thì theo mình là đoạn này tập trung vào phòng thủ. Cổ phiếu thì chúng ta vẫn có thể giữ để xem là nó đi tới đâu, nhưng mà phải có một cái điểm chặn bên dưới. Ví dụ như anh chị chúng ta phải có một cái điểm chặn bên dưới cách với cái giá hiện tại của nó là khoảng 5% chẳng hạn, nó thủng cái là chúng ta bán. Còn nếu anh chị nào mà chúng ta cảm thấy hài lòng và cảm thấy đủ để chúng ta bán, để chúng ta chốt lời, thì mình cũng rất là ủng hộ. Tùy vào cái cách xử lý của anh chị thôi, có thể bán trước 50%, 50% còn lại thì chúng ta sẽ có một cái điểm chặn ở bên dưới. Rồi, đó là cái danh mục khuyến nghị. Nói chung là mình sẽ không khuyến nghị gì ở thời điểm này nữa. Và chúng ta cũng sẽ xem một vài những cổ phiếu mà chúng ta cũng đã từng quan sát và khuyến nghị với nhau. Đoạn này thì có cổ phiếu Đạm Cà Mau đấy. Đoạn vừa rồi là anh chị chúng ta cũng ai mua được thì có thể là ăn được 1-2 cây rồi. Thì Đạm Cà Mau là mình kỳ vọng là cái vùng giá là 4x, khoảng 4x, khoảng vùng giá 40 ấy. Nếu mà tới cái vùng này thì tốt quá, còn nếu mà không tới được cái vùng này thì chúng ta phải đặt một cái điểm chặn bên dưới. Thì anh chị chúng ta lấy một cái điểm chặn bên dưới là quanh vùng giá khoảng 31.5, chúng ta chặn dưới để nó đừng có thủng xuống cái vùng này. Mà nếu mà thuận lợi thì nó không thủng cái vùng 31.5 và nó đi lên luôn thì quá tốt. Mọi người chúng ta canh nhé, có thể là trên một cái đường đi thì nó sẽ hơi rung lắc nhiều. Mọi người chúng ta cũng có thể bán tỉa tỉa dần dần trong cái quá trình nó tăng lên, ví dụ như bán 10 20% gì đấy trong quá trình nó tăng lên, để chúng ta gọi là hạ bớt cái tỷ trọng xuống, tại vì càng lên cao thì cái áp lực nó càng lớn mà. Đợt này thì cổ phiếu gas thì thật ra là đoạn này cũng thực sự là hơi khó mua đấy, mình cảm giác nó cũng hơi trong trên. Nên là theo như mình đánh giá là gas nhịp này mua nó cũng không phải là thuận lợi lắm. Nếu mà có mua thì chúng ta cần chờ nó có một cái giai đoạn nó trùng lại, nó tích lũy lại ở quanh cái vùng giá là khoảng 105, 110, khoảng vài tuần rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ thì mình nghĩ là mua nó sẽ hơi vội.
Chung là đoạn này là cái quan điểm ban đầu của mình là không mua mới rồi, nên là thực sự rất khó chọn hàng. Và khi mà chúng ta xem kỹ thì cũng không có nhiều sự lựa chọn gọi là đẹp để chúng ta có thể tham gia đâu. Cổ phiếu nào mà ngon nhất thì gần như là đã ta cũng đã quan sát hết rồi. Bây giờ là chỉ còn lại những cái cổ phiếu mà nó yếu thôi. Thì thị trường đã hồi phục từ đấy như thế này rồi mà cổ phiếu nào chưa tăng thì tức là cái cổ phiếu đó là cổ phiếu yếu rồi. Đấy thì mọi người chúng ta có thể tham khảo thêm trong cái công cụ feed ở trên web Smart One. Thì ở đây thì nó cũng cho chúng ta những cái cảnh báo như là cũng cho chúng ta những cái góc nhìn. Toàn bộ những cái dữ liệu này thì real time hết nên chúng ta có thể là cập nhật ở trong phiên. Rồi mọi người chúng ta có thêm câu hỏi thì có thể là bình luận bên dưới video này. Chúc anh chị chúng ta giao dịch hiệu quả và thành công. Hãy gom 5 tài khoản chứng khoán và đăng ký trở thành cộng tác viên của eBroker. Bạn phụ trách mở tài khoản và nhận hoa hồng. Chúng tôi phụ trách tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Cộng tác viên nhận hoa hồng từ 15 cho đến 25% phí giao dịch. Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký làm cộng tác viên tại website đầu tư từ đâu.net, hotline 0981 084 636.